chuyện cáo kiện trời cùng với tất cả các bạn của con. Sau đây là tới một cái chuyện của con xin được phép bắt đầu. Vào một ngày rất lâu rồi, không nhớ rõ được năm nào, năm ấy hạn hán kéo dài, sông ngòi cạn kiệt, các loài chim muôn thú không có nước để uống. Không ai nghĩ ra kế sách gì để cứu mình và cứu muôn loài. Duy nhất chỉ có anh đàn cóc bé xíu là vô cùng gan dạ. Anh tính đến chuyện lớn trời để chuyện trời lập phương cứu muôn loài. Ban đầu một mình anh đi, nhưng anh không hề nản lòng. Anh qua một chặng đường, anh gặp cua, cua xin đi theo anh. Sau đó anh gặp cọp, gấu, cáo và ong, họ cũng xin tình nguyện đi theo anh. Cóc dẫn đầu các bạn đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến được cửa trời. Ai nghiêm về cái cỡ họ vì sợ hãi, duy nhất chỉ có anh chàng cóc bé xíu là gan dạ. Anh liền dõng dạc nói: này các anh hãy nghe lời của tôi. Kia là chum nước của trời, anh cua hãy nấp vào đó, anh cá nấp phía tay trái của tôi, anh gấu nấp phía tay phải của tôi, còn anh cọp chỉ khó nấp phía sau lưng của tôi. Các anh hãy nghe hay lệnh của tôi thì mới thắng được trời. Sau khi cốc sắp đặt các bạn đâu vào đấy thì cốc liền nhảy lên mặt trống và đánh ba hồi trống ầm vang như sấm động. Khi Ngọc Hoàng đang ngủ trưa thì nghe có tiếng trống, Ngọc Hoàng liền thức giấc và kêu Hiền Lôi ra xem có chuyện gì. Hiền Lôi bước ra nhìn trước nhìn sau nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy con cóc bé xíu đang ngồi trên mặt trống. Và Hiền Lôi vào tâu với Ngọc Hoàng và Ngọc Hoàng liền nói rằng: hãy kêu gà trời ra mổ con cóc khi chết ta. Gà trời liền nhảy vào mổ cóc thì cóc đã ra lệnh cho cáo. Cáo liền đến bắt gà ha đi. Ngọc Hoàng càng giận dữ hơn và nói Hiền Lôi rằng: kêu Hiền Lôi là làm, hãy kêu chó trời ra cắn con cáo khi chết ta. Chó trời vừa định nhảy vào cắn cáo thì cóc đã ra lệnh cho gấu. Gấu tìm đến tát cho chó một cú giáng trời, cho sợ quá bỏ chạy đi mất. Ngọc Hoàng kêu Hiền Lôi ra làm sát đánh để hại gấu. Hiền Lôi vừa vung lưỡi diều lên thì bị đàn ông bay ra đất cuối bụi. Hiền Lôi sợ quá liền nhảy vào chung nước. Ai ngờ anh cua kẹp mình thế sao tiến quá. Hiền Lôi nhảy ra ngoài thì anh cọp lao ra vồ lấy Hiền Lôi. Ngọc Hoàng thấy vậy liền mời cóc và các bạn vào trong thiên đình và nói: này cóc, lên đây gặp ta có chuyện gì? Cóc đáp: dạ thưa Ngọc Hoàng, đã suốt 3 năm rồi trời không có mưa, cây khô héo, vạn vật chết khét, xin Ngọc Hoàng làm mưa cứu muôn loài. Ngọc Hoàng sẽ trần gian bị nở lại nên đi là mưa xuống trần gian. Và cả bọn điền nhân xuống trần gian và gieo lên: a mưa rồi, a mưa rồi. Ngọc Hoàng còn dặn thêm: này có khi nào muốn mưa hãy nghiến răng cho ta biết thì ta sẽ làm mưa ngay. Cóc và các bạn khoanh tay cảm ơn Ngọc Hoàng và quay trở về trần gian. Các bạn ơi, ngày nay ngày cóc nghĩ rằng là ý như trời sắp có mưa các bạn ạ. Các bạn ơi, câu chuyện mình kể đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện này giáo dục cho chúng ta lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Đó là cóc và các bạn đã thuyết phục Ngọc Hoàng làm mưa cứu muôn loài. Vì thế trong nhân gian